Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mọi người có khỏe không? Thì nếu như mà mọi người coi mấy cái video gần đây của mình ý, thì mọi người sẽ thấy là mình đang chuyển nhà và hôm nay thì mình đã chuyển qua nhà mới là được hơn một tuần rồi. Và nếu mà mọi người để ý thì mọi người sẽ nhận ra là cái background của mình nó đã thay đổi. Nói chung là nó đã sáng sủa hơn rất là nhiều so với cái căn nhà cũ. Đó là cái điều mà mình cực kỳ thích ở cái nhà này luôn á. Đây mình đang, hiện tại thì mình đang ngồi trong cái phòng ngủ mà phía đằng trước, xong rồi nó còn một cái phòng ngủ mà đằng sau cái bức tường kia nữa. Thì cái không gian rất là sáng sủa như vậy, tự nhiên mình cảm thấy rất là hứng thú, xong rồi muốn chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống gần đây của mình ở bên này nó như thế nào. Cho nên là sau khi mà mình làm xong á, hôm nay thì mình làm tới 3 giờ là mình kết thúc rồi, xong rồi mình đã ngồi xuống xong rồi quay luôn cái video này. Nếu mà mọi người coi về cái video cũ của mình ý, thì mọi người thấy là mình đi làm từ tháng 2 năm ngoái và tính đến bây giờ thì đã là tròn 1 năm đó. Cho nên là hôm thứ ba tuần vừa rồi á, là mình mới có appraisal với lại là chị sếp của mình, kiểu như là đánh giá cái năng lực, cái gọi là cái kết quả làm việc của mình sau 1 năm á. Đó thì mình nghĩ là cái appraisal đấy nó rất là quan trọng đúng không? Tại vì nó ảnh hưởng đến cái việc tăng lương của mình nè, rồi nó ảnh hưởng đến cái bonus của mình hàng năm nè. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người một xíu về cái ngày mà mình làm appraisal ở bên này thì nó như thế nào thôi. Đầu tiên đó mọi người, bên nhân sự họ sẽ gửi ra một cái mail, xong rồi họ sẽ nói là sắp tới là từ khoảng thời gian nào đến khoảng thời gian nào thì họ sẽ làm appraisal nè. Xong rồi mình nhớ là công ty mình ý thì nó sẽ chỉ làm trong khoảng có 1 tuần thôi, là từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Và sau cái đầu tháng 3 đó thì sẽ là giữa tháng 3 ấy, là cái ngày mà tất cả mọi người sẽ nộp lại cái gọi là cái form appraisal đến cho nhân sự á, để người ta, chắc là người ta sẽ quyết định đến việc lương thưởng như thế nào. Thì sau khi mà nhân sự họ gửi ra cái thông báo giống như vậy á, thì chị sếp của mình chị đã book một cái meeting với mình, giống như là một cái cuộc nói chuyện đó mọi người, để mà thảo luận về cái đánh giá trong 1 năm đó. Nhưng mà thực ra trước cái cuộc nói chuyện đó thì mình phải điền vào một cái form, nó gọi là appraisal form, giống như là cái đơn đánh giá. Và trong đó thì mình nhớ là có 3 thứ mà mình phải giống như là nghĩ xong rồi điền vào á. Cái thứ nhất ý, đó là cái cảm nghĩ của mình như thế nào sau mà 1 năm mình làm việc ở cái vị trí mà mình đảm nhận. Và cái câu hỏi thứ hai ấy, mình cũng không biết nên dịch như thế nào nữa, nhưng mà đại loại á, nó là mình phải nêu ra những cái gì mà mình nghĩ là mình làm tốt á. Và cái thứ ba ấy, là mình nghĩ là cái gì mà mình cần phải cải thiện. Đó có nghĩa là những cái gì mà mình chưa tốt á, nhưng mà nó không 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 hẳn là kiểu như là xấu mà cần phải cải thiện, hoặc là mình nghĩ là mình muốn cải thiện, giống như là mình muốn học thêm cái gì đó hay như nào đó. Đó thì đại loại mình phải suy nghĩ như cái đó trước, xong rồi phải điền vào cái đơn đó. Và cái cuối cùng thì phải, đó là mình phải tự đánh giá bản thân mình theo là cái mức như thế nào. Thì mình nghĩ là cái này nó cũng khá là giống với lại là ở Việt Nam á, tại vì mình nghĩ là nó cũng tương tự thôi, nhưng mà mình thì không nhớ hồi xưa là đánh giá như thế nào nữa, nhưng mà kiểu như cũng tự đưa ra cái mức mà đánh giá bản thân á. Cái mức đầu tiên hình như là cái mức số 1 là hình như là không đạt đúng không, cái mức thứ hai là không, hình như cái mức đầu tiên là tệ hay sao á, cái mức thứ hai là chưa đạt, mình nhầm. Cái mức đầu tiên là hình như là chưa đạt, cái mức thứ hai là đạt, giống như là đạt một phần nào đó thôi á, và cái mức thứ ba là cái mức mà mình đạt chỉ tiêu, có nghĩa là mình đáp ứng được KPI đặt ra nè, rồi mình làm tốt á. Và cái thứ tư là cái mức đánh giá cuối cùng, là cái mức mà kiểu như mình gọi là xuất sắc á đó. Xong rồi mình phải suy nghĩ trước những cái đó. À có một cái nữa mà mình quên chưa nói, đó là trong cái form đó thì nó cũng có cái phần gọi là KPI á, coi là mình có đạt cái KPI hay không. Tại vì cái KPI đó thì thường kiểu như là cũng được đặt ra từ cái năm trước, xong rồi năm nay thì họ sẽ kiểu như là review lại á. Thì mình nghĩ là cái việc mà đánh giá cái mức gọi là cái năng lực của bản thân mình ý, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái KPI đó và vào cái phần mà gọi là hành vi á, cái phần mà mình nói là cái gì mà mình làm tốt hoặc là cái gì mà mình cần cải thiện á. Thực ra thì mình thấy là như hồi xưa khi mà mình đi làm ở nhà ấy, không biết là có phải do bản thân mình hay không, nhưng mà mình nghĩ là lúc mà nói chuyện với sếp á, thì thường là mình cảm thấy mình bị áp lực hơn. Nhưng mà ở bên này á, thì mình thấy có một cái là nó không không có áp lực bằng á, kiểu như thoải mái hơn rất là nhiều. Tại vì nó đã có cái appraisal form á, thì mình thấy ở bên này thường á, người ta khi mà người ta chuẩn bị trước như thế nào rồi á, thì người ta sẽ thường đi theo gọi là cái format giống như vậy á. Đó thì chị cũng hỏi mình mấy cái mà câu hỏi mà giống như ở trong cái form đó thôi. Thì đầu tiên chị cũng hỏi mình coi là mình nghĩ như thế nào về cái gọi là sau 1 năm làm việc ở đây. Xong rồi mình thì mình cũng nói dựa vào cái mình đã nghĩ trước thôi, kiểu như mình đã viết viết ra rồi á, xong rồi mình kiểu như mình đọc thôi á. Sau đó thì mình sẽ nói về những cái điểm nào mà mình nghĩ là mình làm
tốt hay không á, thì khi mà mình nói về những cái việc mà mình nghĩ là mình làm tốt như vậy á, thì người ta cũng sẽ đưa ra ý kiến, có nghĩa là người ta đồng ý với lại là cái mà mình nói hay không. Thì rất là hên ý là những cái mà mình đưa ra ấy, thì thực ra đều được đồng ý hết cả. Thì mình thấy là cái cuộc nói chuyện giống như vậy nó giống như là một cái buổi thảo luận á, để coi là mình có thực sự là làm tốt giống như là mình nghĩ hay không. Cái phần tiếp theo á mọi người, là cái phần mà mình nghĩ là mình có cái gì mà mình cần phải cải thiện hay không, hoặc là mình có cái gì mà mình cần phải học thêm, hoặc là cần cái sự giúp đỡ từ công ty hay không á. Thì trong cái phần này ấy, lúc nào cũng có một cái mà mình nói, đó là cái tiếng Anh của mình á, mình chưa có cảm giác là mình thực sự tự tin. Tại vì khi mà mình không có phải là người bản xứ và mình có nhiều cái mà mình bị hạn chế á, thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái công việc á. Nhưng mà có một cái nhận xét của chị sếp làm cho mình cảm thấy rất là vui, đó là chị nói là ý là khi mà nhìn cái cách mà mình viết email á, thì thực ra giống như là cũng không không có thể nói được là mình là người nước ngoài hay là người Anh nữa, tại vì cái cách mà mình viết email thì nó rất là tốt, đó cho mình cảm thấy nó giống như là một lời khen vậy á. Thì có một cái ấy, thì chị nói là khi mà mình nói chuyện á, nhiều khi là mình nói nhanh quá làm cho là người ta không có nghe được á. Thì thực ra mình cũng không biết là mình có nói nhanh thật hay không, nhưng mình cũng không biết là hay là do khi mà cái accent của mình khi mà mình nói á thì làm cho người ta khó nghe hay không. Nhưng mà nói chung ý, thì chị nói là mình cần phải giống như là cố gắng để mà nói chậm lại, xong rồi nói rõ ràng hơn để mà người ta có thể hiểu được á. Đó, thì những cái đó nó không có bị gọi là, mặc dù là cái mà mình cần phải cải thiện, nhưng mà nó không phải là những cái gì mà tiêu cực để nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái mức đánh giá bản thân của mình trong công việc á. Có cái ở bên này á, thì mình cảm thấy giống như là sếp á, thì người ta hỗ trợ mình rất là nhiều luôn á. Đó, nói chung là đấy là ý kiến cá nhân của mình thôi. Cảm giác khi mà mình so sánh mình đi làm ở đây với lại làm ở Việt Nam như thế nào. Đó, xong rồi tiếp theo là mình chuyển sang cái phần đánh giá về KPI, coi là mình có đạt cái KPI đặt ra hay không. Thì mình nhớ là năm ngoái á, là mình có đâu là tầm 3 hay là 4 KPI gì đó. Ra những cái KPI đó khi mà đặt ra như vậy á, thì người ta đã theo dõi mình trong cái quá trình mà mình làm việc á, cho nên người ta có thể biết được là mình có đạt hay không. Đó, và rất là hên là mình đã đạt hết tất cả những cái KPI đặt ra, trừ có một cái thôi mọi người. Đó là khi mà mình mới vào công ty á, thì tại vì mình là người nước ngoài đúng không, cho nên là công ty đã gọi là hỗ trợ cho mình để mình tham gia một cái khóa học tiếng Anh online. Nhưng mà đến cái đợt đó thì thực ra mình giống như là lúc mà cái phần như là cuối năm, phần Giáng sinh này kia, mình đã quá bận, xong rồi mình không thể nào mà học được. Mình giống như là mình không có thời gian đăng nhập vào đại học á, mà nó yêu cầu là mình phải học 8 tiếng mỗi tuần, rất là nhiều luôn á. Xong rồi cái phần đó thì mình không có được đạt á, mình chỉ giống như là đạt có một phần thôi. Nhưng mà chị sếp thì cũng nói là cái này thì nó cũng không, mặc dù nó nằm trong KPI nhưng mà nó cũng không có phải là ảnh hưởng đến mình lắm, nên mình cảm thấy rất là vui. Xong rồi đến phần cuối cùng, đó là cái phần gọi là gần xong rồi đó mọi người. Chị hỏi là mình nghĩ là mình giống như là mình đánh giá bản thân mình ở mức nào, 1 2 3 4. Xong rồi mình nghĩ là tao nghĩ là tao mặc dù lúc mà làm việc ấy, thì thi thoảng vẫn có giống như là vẫn trouble xảy ra, nhưng mà tao nghĩ là tao vẫn đạt gọi là đạt KPI ở mức thứ ba, có nghĩa là cái mức mà hoàn thành công việc á. Xong rồi nhưng mà mình vẫn nói là nhưng mà không biết là chị nghĩ như thế nào đó. Xong rồi chị kêu là, xong rồi chị cũng kiểu như đùa đùa, xong kia tao nghĩ hả, để tao nghĩ kiểu kiểu vậy. Xong rồi kêu là thực ra thì chị đã nói chuyện với lại là cái người line manager, là cái người trưởng phòng á, xong rồi họ đã đồng ý cho mình là trong năm nay mình đã đạt mức thứ ba, đó là cái mức mà đạt chỉ tiêu, hoàn thành chỉ tiêu. Trời ơi, mình cảm thấy là nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Ở bên này á, có một cái mọi người, không phải là chỉ đến khi mà cuối năm giống như vậy appraisal thì người ta mới nói chuyện với mình, mà mỗi tháng thì người ta đã đều nói chuyện với mình rồi, có nghĩa là tháng nào thì chị cũng có một cái cuộc nói chuyện với mình á. Và trong cái cuộc nói chuyện đó thì người ta cũng sẽ đưa nhận xét là ví dụ mình làm như thế nào, có tốt hay không, hoặc là mình có cần sự giúp đỡ gì hay không. Thì mình thấy là thường ý, tháng nào khi mà mình gọi với chị ý, thì chị cũng đều nói là mày làm việc rất là tốt. Rồi chị có một cái là chị nói là ví dụ có cần gì ý, thì phải nói với chị. Khi mà nhận xét giống như vậy á, thì chị cũng nói là năm nay mình làm việc rất là tốt, mình là một nhân tố rất là quan trọng và sáng giá trong team. Đó. Thì kiểu như ở bên này á, cái gọi là lúc mà mình dịch á, thì mình thấy giống như vậy á. Khi mà kết thúc ý, thì người ta có nghĩa là mình cũng chưa hỏi, nhưng mà chị nói là chắc chắn là mày rất là muốn biết về cái việc mà tăng lương giống như ở bên này thì như thế nào. Nhưng mà thực ra thì chị cũng không có chưa biết á, tại vì nhân sự thì người ta cũng chưa có đưa ra cái thông tin đó. Nhưng mà chị có nói với mình là trung bình hình như là khoảng 5 hay là 7% một năm á,
Nhưng mà có một cái ở bên này á mọi người, đặc biệt là khi mà mình đi xin việc á, thì những cái mức lương mà người ta để ở cái phần mà mô tả công việc ấy, thì thường người ta sẽ để mức lương theo năm, chứ người ta không có để tháng giống như là ở Việt Nam. Cho nên cái mức tăng giống như vậy ấy, thì nó sẽ tăng là dựa vào cái mức lương hàng năm của mình á. Phần cuối cùng là về cái phần bonus, là cái phần mà tiền thưởng á, thì cái tiền thưởng nó cũng giống như vậy, cái nghĩa là cái tiền thưởng nó cũng sẽ dựa trên cái mức lương một năm của mình, chứ không phải là mức lương hàng tháng. Thì mình nhớ đâu công ty của mình ấy tiền thưởng là 7% mức lương cả năm đó, nhưng mà trong cái 7% đó thì nó sẽ 75% ấy nó sẽ là, và nếu như mà công ty mà đạt được cái target của người ta hàng năm á, nếu như là mỗi năm công ty đặt ra target là họ phải đạt doanh thu bao nhiêu triệu đó, thì nếu như mà công ty mà đạt được cái mức đó ấy, thì mình sẽ nhận được cái phần bonus trong 75% của 7% đó. Còn lại 25% ấy thì nó sẽ là nếu như mà mình đạt KPI, nếu như mà mình giống như hoàn thành cái công việc á đó, thì nghe đâu là công ty của mình năm nay thì không có đạt doanh thu cho nên chắc chắn là không có thể nào mà đạt được 75% đó rồi, cho nên là chỉ hy vọng mong manh được 25% đó thôi. Nên nếu như mà mình nghĩ là nếu mà mình đạt gọi là cái mức thứ ba, là cái mức mà hoàn thành công việc á, thì nếu như mà công ty có bonus thì chắc là mình sẽ được nhận cái phần đó và sẽ được tăng lương, nhưng mà không biết là tăng bao nhiêu thôi. Thực ra mình cảm thấy rất là vui và kiểu như là khá là hài lòng với lại là cái kết quả mà mình nhận được á, tại vì mình cảm giác là khi mà mình đi làm thì mình cố gắng rất là nhiều, tại vì một phần đó mọi người, đó là thứ nhất là công việc đầu tiên mà mình làm ở bên này, cái thứ hai là sợ mất việc á, cho nên kiểu như mình cảm giác là mình phải cố gắng hơn rất là nhiều. Cho nên là bây giờ khi mà nhận được kết quả thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Cái video này nó cũng đã rất là dài rồi, mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người coi tình hình sửa nhà của mình, xong rồi có gì vui vui thì mình lại kể cho mọi người nghe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay, nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì nhớ hỏi mình nha ở trong phần comment. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.